Cổ phiếu ngành điện liệu có đáng đầu tư hay không? Thì đây là một câu hỏi được rất nhiều các cái nhà đầu tư tích sản dựa trên cái cơ sở cần sự an toàn thận trọng đưa ra với AZFIN Việt Nam. Thì câu hỏi này thì cũng rất trùng hợp là chúng tôi cũng nghiên cứu khá sâu về các cái cổ phiếu ngành điện trong tương lai. Trước tiên nói chung về ngành điện, đây là một ngành hấp dẫn đối với nền kinh tế Việt Nam cũng như đối với nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Bởi lẽ Việt Nam hiện nay vẫn giữ được cái tốc độ tăng trưởng kinh tế rất mạnh nhờ vào việc đầu tư công cũng khá tốt, đầu tư tư nhân tương đối mạnh và đầu tư FDI giải ngân rất nhiều. Từ đó cái nhu cầu điện dự báo mỗi năm đến 2030 của chúng ta có thể tăng trưởng khoảng độ 10% một năm. Như vậy đây có thể coi là một ngành tăng trưởng. Từ đó các doanh nghiệp trong ngành thì về cơ bản sẽ được huy động điện tương đối cao và có hiệu quả tương đối tốt. Tuy nhiên, khi đầu tư vào cổ phiếu ngành điện, quý vị cần chú ý những cái thông số, thông tin như sau. Không phải tất cả các doanh nghiệp đều hưởng lợi, lưu ý là như vậy. Thứ nhất, giá điện mua về cơ bản vẫn độc quyền từ EVN. Thế do đó, không phải là cứ sản lượng cao, cứ giảm khấu hao là doanh nghiệp có thể hưởng lợi, tăng trưởng lợi nhuận rất cao đâu. Mà chúng ta cần phải chú ý dựa vào từng lĩnh vực, từng ngành và từng giai đoạn khác nhau. Đầu tiên, đối với ngành thủy điện thì quý vị cần quan tâm nhất ở đây đó là vấn đề thời tiết của đất nước chúng ta trong mỗi năm như thế nào. Thông thường nếu như La Nina thì rõ ràng mưa rất nhiều, ví dụ như năm 2024 này chẳng hạn. Do đó, kết quả của các doanh nghiệp thủy điện cuối năm 2024 và 2025 sẽ dự báo là rất tốt. Và thông thường có 1 đến 2 năm La Nina thì lại có 1 đến 2 năm El Nino. Và khi El Nino đến thì rõ ràng kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp thủy điện sẽ trở lên khá kém hiệu quả. Từ đó cổ phiếu cũng bớt đi hấp dẫn rất nhiều. Nhưng lưu ý rằng cái việc El Nino hay La Nina thì nhà đầu tư thì cũng được biết trước nhờ cái dự báo thủy văn của các cái trung tâm dự báo thời tiết. Thế do đó chúng ta cần phải đi trước một khoảng thời gian 3 tháng, 6 tháng đến 9 tháng. Bên cạnh đó là định giá các cổ phiếu đó vẫn còn rẻ thì mới nên tham gia. Còn đối với các cái cổ phiếu nhiệt điện thì lưu ý quý vị điều cần phải quan sát, đánh giá nhiều nhất. Thứ nhất là nguyên liệu đầu vào như thế nào. Thứ hai là công suất khai thác nhà máy liệu có tốt không. Thứ ba là cái hiệu suất sản xuất của cái nhà máy đó là có suy giảm hay như thế nào không, để từ đó đưa ra được những đánh giá trực diện về cái độ hấp dẫn của từng cái doanh nghiệp nhiệt điện. Ngoài ra còn phải lưu ý với quý vị như thế này, việc thiếu điện hay thừa điện nhiều lúc nó ở cục bộ các địa phương, các vùng khác nhau. Tôi lấy ví dụ vào năm 2023 chẳng hạn, về cơ bản khu vực phía Nam là nhu cầu tăng điện là khá thấp do kinh tế về cơ bản hồi phục tương đối yếu. Bởi vậy cho nên cái kết quả kinh doanh của họ lại kém tích cực. Ngược lại các cái doanh nghiệp ở khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh thì việc mở rộng sản xuất kinh doanh rất mạnh, nhu cầu điện rất cao. Thế do đó kết quả của họ lại tích cực hơn. Bởi vậy cho nên vấn đề địa lý trong vấn đề này chúng ta cũng cần phải chú ý. Tiếp theo đến các cái doanh nghiệp điện mặt trời và điện gió thì lưu ý quý vị, với điện mặt trời một suất đầu tư trên một megawatt của họ về cơ bản là chỉ khoảng độ 13-14 tỷ và cái hiệu suất của họ là rất cao. Tỷ suất hoàn vốn có thể lên đến 13-17% một năm. Tuy nhiên khi đa phần các công ty điện đó họ ghi nhận vào cái chi phí đầu tư nó lại đội lên đến 20-22 thậm chí 25 tỷ đồng. Thế do đó cái hiệu quả của các cái doanh nghiệp điện mặt trời về gần như là không có đối với cổ đông. Và cái tỷ suất sinh lời nó chỉ có khoảng 6-7% hơn gửi lãi ngân hàng một chút mà thôi. Ngoài ra chúng ta cần phải lưu ý đó là các doanh nghiệp nhiệt điện, đặc biệt là các doanh nghiệp điện mặt trời ở đây thì đúng hơn, thì họ có cái thời gian sử dụng pin nhất định, chứ không phải cái pin ý có thể tồn tại dài như các doanh nghiệp thủy điện hay nhiệt điện được. Mà cái pin mặt trời thông thường cái hiệu suất sử dụng của nó tương đối tốt và có thu được kết quả là chỉ từ 10 đến 12 và cùng lắm là 15 năm mà thôi. Bởi vậy cái dòng tiền của các doanh nghiệp nhiệt điện nó không phải là một dòng tiền dài mãi mãi mà chúng ta sử dụng phương pháp chiết khấu thông thường. Bởi vậy cho nên chúng ta cần phải chú ý chiết khấu thêm nữa thì mới đầu tư vào các doanh nghiệp đó. Bên cạnh đó thì các doanh nghiệp điện gió cũng rất được quan tâm, nhưng chi phí đầu tư 1 megawatt điện gió nó lên đến khoảng 45, 50 thậm chí 55 tỷ đồng. Thế do đó tính ra cái hiệu quả của điện gió sinh lời cũng không đáng là bao nhiêu cả. Bởi vậy cho nên quý vị hãy tập trung đánh giá rất kỹ về cái hiệu quả trên cái vốn đầu tư cũng như cái định giá phải tương đối hấp dẫn, tức là PE chẳng hạn phải dưới khoảng độ 8 lần, tỷ suất cổ tức trên với giá mua khoảng độ 10%, thì lúc đó chúng ta mới an tâm có thể đầu tư vào các doanh nghiệp điện nói chung. Thì chúc quý vị có nhiều thông tin hữu ích trong quá trình ra quyết định mỗi khi đầu tư cổ phiếu liên quan đến điện.